Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng quan hệ tình dục sớm không an toàn, mang thai ngoài ý muốn và nguy cơ nhiễm bệnh qua đường tình dục ở tuổi vị thành niên, thanh niên có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân là do các em còn thiếu kiến thức, kỹ năng cơ bản về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự liên quan đến vấn đề này. Phần còn lại của chương trình, bác sĩ chuyên khoa sẽ cung cấp những thông tin về phòng bệnh tay chân miệng. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có từ 300 đến 400 nghìn ca phá thai ở độ tuổi từ 15 đến 49, trong đó học sinh sinh viên chiếm tỷ lệ khá lớn. Thực tế có rất nhiều nguyên nhân khiến các em rơi vào thực trạng này. Gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn, không quan tâm đến con cái. Thứ hai là thiếu kiến thức về tình dục. Các bé không tìm hiểu về nhu cầu chu kỳ kinh nguyệt, về cách quan hệ tình dục an toàn và cách tránh thai, cách quan hệ tình dục an toàn và cách tránh các biện pháp tránh thai. Ba là các bé không tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài sớm. Các bé giao lưu sớm với bên ngoài, với tiếp cận với cái mạng xã hội, với nhiều các bài về truyền thông không lành mạnh, thế dẫn đến các bé dễ bị lạm dụng tình dục. Việc mang thai ngoài ý muốn và phá thai không an toàn ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên sẽ làm mất đi tiềm năng ở trẻ em gái, rút ngắn cơ hội được học hành, đánh mất và hạn chế sự lựa chọn của các em trong cuộc sống. Mặt khác, nó còn để lại nhiều hệ lụy đối với sức khỏe sinh sản của các em. Mang thai ở tuổi này là rất không an toàn. Nếu như để sinh thì các cháu sẽ có rất nhiều cái ảnh hưởng, đặc biệt là về mặt tâm sinh lý, cũng như là về thể chất, các cháu chưa hoàn thiện, cho nên để sinh sẽ có rất nhiều cái tai biến xảy ra trong giai đoạn này. Phá thai ở độ tuổi này cũng là một cái sự không an toàn về cái giải phẫu vì tử cung cũng như là các bộ phận sinh dục chưa phát triển hoàn thiện. Chính vì vậy mà dễ xảy ra những cái tai biến rủi ro trong quá trình thực hiện các thủ thuật. Đặc biệt chưa nói đến là về mặt tâm lý, các em sẽ bị mặc cảm với cái vấn đề mang thai ở độ tuổi này. Vị thành niên, thanh niên là lứa tuổi từ 10 đến 24 tuổi. Ở giai đoạn này, các em có nhiều biến đổi và nhạy cảm. Tuy chưa là người lớn, nhưng cũng không còn là trẻ con. Các em thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống, đặc biệt là sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn. Hơn lúc nào hết, các em rất cần sự chăm sóc giáo dục định hướng của người lớn. Đối với tôi thì việc tìm hiểu những cái kiến thức, cái kỹ năng về cái sức khỏe sinh sản là một điều vô cùng quan trọng. Thì ngay thì rất sớm thì bản thân tôi cũng có cái ý thức về tìm hiểu những cái thông tin như qua cái các kênh như là báo đài, tham gia các hoạt động ngoại khóa về cái sức khỏe sinh sản. Để từ đó thì bản thân mình có những cái kiến thức cũng như là kỹ năng để bảo vệ bản thân cũng như là có cái hành trang trong cái cuộc sống sau này. Việc mà khám sức khỏe sinh sản, khám phụ khoa định kỳ cho trẻ em cực kỳ là quan trọng. Và công ty cũng đã tổ chức những cái buổi khám định kỳ hàng năm cho các chị em phụ nữ. Và chính vì cái ý nghĩa của việc đấy mà tôi nhận thấy là đây là cái việc rất là quan trọng, cũng như là công ty cũng sẽ nỗ lực là hàng năm sẽ tổ chức ít nhất một lần cho các chị em trong cái chương trình khám sức khỏe và được tư vấn như thế sức khỏe sinh sản cho các chị em. Trước tình trạng nạo phá thai và lạm dụng tình dục ở tuổi vị thành niên, thanh niên ngày một tăng cao, nên việc tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi này là một việc làm vô cùng cần thiết. Đây là buổi học ngoại khóa tại trường trung học cơ sở Vân Du, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành. Tại đây, các em được nghe nói chuyện về sức khỏe sinh sản, sự khác nhau về giới, cách chăm sóc và tự bảo vệ bản thân, giải đáp những thắc mắc về sự phát triển của tuổi dậy thì. Trường của chúng em đã tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp để trang bị cho chúng em những kiến thức về thay đổi tâm sinh lý của tuổi dậy thì, cách bảo vệ bản thân, cách vệ sinh cá nhân và những mối quan hệ bạn bè trong sáng và lành mạnh, giúp chúng em tránh khỏi việc quan hệ và có thai sớm. Em nhận thấy các hoạt động của trường rất bổ ích. Không chỉ là những buổi sinh hoạt ngoại khóa dành cho trẻ vị thành niên, thanh niên, việc chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản lứa tuổi này cho phụ huynh, những người làm cha mẹ cũng vô cùng quan trọng. Từ đây cha mẹ sẽ đồng hành cùng con, giúp con có đủ hành trang để trưởng thành. Đi làm cả ngày nhưng mà cũng phải tranh thủ là tìm hiểu qua sách báo, qua các cái chương trình thực tế trên Internet để tìm hiểu về cái sức khỏe sinh sản của tuổi dậy thì để trang bị cho con, nhất là những cái vấn đề về
Cháu năm nay là 15 tuổi thì cháu cũng đã có chu kỳ kinh nguyệt, trang bị cho con những cái kiến thức như thế là bạn biết xử lý cái tình huống kinh nguyệt đến này, rồi bạn biết xử lý rằng là cái kinh nguyệt đến thì khi mà bạn sẽ phải hiểu được là quan hệ với người khác giới là sẽ có hậu quả như thế là để lại như thai kỳ. Mang thai ngoài ý muốn, sinh con sớm, phá thai không an toàn sẽ để lại những tổn thương tâm lý và sức khỏe cho lứa tuổi vị thành niên thanh niên. Những chấn động tâm lý sẽ để lại những hành động tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của các em sau này. Chính vì vậy, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên là việc làm cần thiết, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội vì một thế hệ trẻ mạnh khỏe và tương lai của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm khác, thời điểm này, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng. Để giúp các gia đình có con nhỏ có kiến thức cơ bản về bệnh tay chân miệng, phần còn lại của chuyên mục hôm nay, bác sĩ chuyên khoa sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn những thông tin cần thiết về căn bệnh này. Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa những ngày đầu tháng 5, với số bệnh nhân nhi nhập viện do mắc bệnh tay chân miệng gia tăng, trung bình một ngày, khoa tiếp nhận từ 3 đến 4 bệnh nhân vào điều trị. Theo các bác sĩ, so với cùng kỳ năm trước, số bệnh nhân có chiều hướng gia tăng. Bệnh rải rác quanh năm, nhưng mà trội lên vào tháng 3 đến tháng 5, tháng 9 đến tháng 12. Bệnh có thể mắc ở mọi lứa tuổi, nhưng mà đa phần là trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Khi trẻ mắc bệnh với cái độ nhẹ là độ 1, trẻ có biểu hiện có ban rải rác trên cơ thể, đặc biệt là ban ở lòng bàn tay, bàn chân, ban ở trong khoang miệng. Phát hiện sớm bệnh tay chân miệng ở trẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc điều trị được thuận lợi. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim. Đề phòng các biến chứng này, cha mẹ và gia đình cần chăm sóc và theo dõi sát trẻ, phát hiện sớm các biểu hiện diễn biến xấu như sốt cao, thở bất thường, bỏ bú, nôn chớ. Đối với độ 1, trẻ được khám tại cơ sở y tế nhưng được theo dõi tại nhà. Khi có biểu hiện sốt hoặc là quấy khóc hoặc có biểu hiện bất thường hoặc trẻ có diễn biến nặng lên thì các gia đình hãy đưa đến cơ sở y tế để được tái khám và tư vấn điều trị. Đối với độ 2, khi được chẩn đoán là độ 2, các gia đình cho trẻ nhập viện để được theo dõi tại cơ sở y tế. Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm khuẩn do virus đường ruột. Bệnh dễ lây lan nhanh từ người sang người do tiếp xúc với các dịch tiết mũi họng, nước bọt, chất dịch từ các bọng nước hoặc phân của người bệnh. Do đó, cha mẹ và những người chăm trẻ cần lưu ý cách chăm sóc trẻ bị bệnh ở cả gia đình và bệnh viện. Ăn uống đủ chất, vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ vật, vệ sinh nơi ở, đặc biệt là phòng thông thoáng, sạch sẽ, có lưu thông, có không khí được lưu thông. Đối với trẻ khi đã mắc bệnh với mức độ độ 1 được theo dõi tại nhà thì cần vệ sinh cá nhân, chăm sóc ăn đủ chất, đặc biệt các vi chất, vệ sinh và cách ly tại nhà, tránh tiếp xúc với các trẻ khác. Đối với trẻ đã được nhập viện thì được theo dõi tại cơ sở y tế thì cùng phòng bệnh cách ly tại phòng bệnh, đặc biệt vệ sinh sàn nhà, vệ sinh giường, ga trải giường, vệ sinh khu vực trẻ được điều trị. Bệnh tay chân miệng hiện tại chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi để trẻ nặng chuyển biến sang độ 2, độ 3, thậm chí là độ 4, lúc đấy là điều trị là rất phức tạp và rất khó khăn. Trẻ có thể dẫn đến tử vong do viêm não, do phù phổi cấp, do viêm cơ tim. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Trẻ càng nhỏ thì bệnh càng dễ diễn biến nặng, trong khi đây là thời điểm giao mùa, là một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc bệnh tay chân miệng gia tăng. Vì vậy, gia đình có con nhỏ cần thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế để phòng bệnh tay chân miệng hiệu quả. Chuyên mục Y tế dân số và sức khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.